Nhận định soi kèo Dijon vs Sosu, 01 giờ 45 ngày 27 tháng 7, vòng 1 hạng 2 Pháp, sân Gaston Gerard. 4 trận gặp nhau gần nhất tính cả giao hữu, Sosu đều không chịu thất bại khi đối đầu với Dijon. Dijon đã thi đấu rất tệ ở League 1 mùa giải trước và xuống hạng với vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Họ cũng không có sự chuẩn bị tốt trước giải hạng 2 Pháp mùa giải này khi không thắng trận nào trong 5 trận giao hữu, hòa 1 thua 4. Điểm yếu cố hữu của Dijon ở mùa giải trước là hàng thủ khi thủng lưới tới 73 bàn sau 38 trận ở League 1. Do đó, họ cần cải thiện điều này nếu muốn thi đấu tốt và trở lại ở League 1 mùa giải tới. Trong khi đó, Sosu cũng được liệt vào nhóm ứng cử viên thăng hạng. Ở mùa giải trước, họ đã kết thúc ở vị trí thứ 7 ở League 2, kém 2 bậc so với nhóm tham dự vòng playoff thăng hạng. Ngay trong trận giao hữu trước mùa giải, Sosu đã giành chiến thắng 2-1 trước Dijon, nhưng đó chưa phải là yếu tố để xét tới ở trận này. Bởi lẽ, lực lượng và tinh thần của hai câu lạc bộ sẽ khác rất nhiều. Dù vậy, Sosu vẫn đang nhận được niềm tin nhất định. Ở thời điểm mở kèo, nhà cái để Dijon chấp trừ 1/2, nhưng tới thời điểm này, tỷ lệ chấp đã hạ xuống còn trừ 1/4, nó cho thấy Dijon không đủ sức mạnh để tạo dựng niềm tin khi xếp cửa trên. Nên nhớ, trong 4 trận gặp nhau gần nhất tính cả giao hữu, Sosu đều không chịu thất bại khi đối đầu với Dijon. Nếu tính cả mùa giải trước, Dijon mới chỉ thắng kèo trong 2/19 trận đấu gần nhất nếu chỉ tính trong các trận đấu chính thức. Sosu có 11/16 trận gần nhất nổ xỉu. Trong bối cảnh họ đang có lợi kèo thì khả năng trận đấu chưa chắc xuất hiện nhiều bàn thắng. Bởi lẽ, Sosu là đội bóng có tính thực dụng cao. Dijon không chỉ yếu hàng thủ mà hàng công cũng không nổi bật.